Trong chia sẻ mới đây, Rafael Nadal đã có những chia sẻ trước câu hỏi về thời điểm chia tay làm quần vợt. Đây là chủ đề mà tôi thường được hỏi. Tuy vậy, tôi không thể trả lời những câu này. Miễn là tôi còn khỏe mạnh, có thể tập luyện đầy đủ cũng như có khả năng vô địch ở những giải đấu lớn, thì